Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 31 tháng 5. Chúng ta đã là ngày cuối cùng tháng 5 ở Hoa Kỳ rồi. vì Việt Nam các bạn đã bước qua tháng 6 ngày 1, có nghĩa là thứ tư. Và bây giờ là khoảng gần như 8 giờ tối. Giờ Cali thì hôm nay đó chúng ta đã hết lễ rồi. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ cũng đã mở cửa trở lại và chúng ta có rất nhiều những thông tin như các bạn thấy trên màn hình thì mình đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu để mà chia sẻ với các bạn chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói về một số những cái tài liệu liên quan đến tình hình tài chính nói chung và tại sao các bạn cần phải quan tâm sau đây chúng ta cũng sẽ nói riêng về một số những tài liệu liên quan đến crypto và thường cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những cái hopium để mà chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết chúng ta có thể thấy được là thị trường chứng khoán ngày hôm nay ra sao hôm nay là một ngày mà cũng khá là nhiều dao động đó các bạn thấy chúng ta nhìn riêng vào chỉ số Nasdaq thì thì chúng ta thấy được là có lúc đó là âm, có lúc là tăng trưởng, có lúc là đi xuống ngày hôm nay. Nhưng mà kết thúc đó là chúng ta thấy là cũng một màu đỏ hôm nay trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy được là chỉ số Dow Jones thì xuống S&P 500 cũng tương tự và Nasdaq đó thì xuống ít hơn một chút là 0,41 Thường chúng ta thấy được là chỉ số Nasdaq là chỉ số xuống nhiều hơn Nhưng mà lần này là xuống ít hơn Nhưng mà nói chung hôm nay cũng đỏ nhưng mà không phải là đỏ lắm Và chúng ta thấy được là dầu đó thì vẫn đang ở mức cao Hợp đồng dầu bây giờ là 115 đô chúng ta thì được là vàng đó Hôm nay thì xuống một chút ở mức là 1831 đô cho một ounce vàng Đây là hợp đồng mới nhất còn crypto thì chúng ta thấy là Bitcoin vẫn tiếp tục giữ được trên 31.000 đô và giữ được cái mức cũng khá là tốt đó là 31.713 đô ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta cũng có thể thấy là chỉ số futures bây giờ đã xanh lại một chút. Chúng ta có Dow futures tăng 0,6%. S&P Futures tăng 0,4% và Nasdaq Futures tăng 0,4% tương tự thì chúng ta thấy được là thị trường crypto hôm nay đó cũng tiếp tục giữ được cái sự tăng trưởng của cuối tuần. Chúng ta thấy được là giá của BTC đã cái tay 3 tính đồng hồ đã lên tới cái mức là 32.383 trước khi chúng ta thấy được là đi xuống một chút. Bây giờ mức là 31.735. Những cái altcoin thì như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy được là những cái altcoin hôm nay thì có đồng cũng đi theo BTC. Có đồng thì đi xuống một chút. Nhưng mà nói chung đó khi chúng ta nhìn những nồng lớn ở trên con giá đó thì giá của BTC bây giờ so với hôm qua đó thì cũng tương tự vẫn giữ được cái mức là trên 31.000 đô và chúng ta thấy hôm nay đó là tăng thêm trăm chúng ta thấy được là phần lớn những con cũng không có sự di chuyển nhiều hôm nay chúng ta thấy là Ethereum xuống 2,8% Solana xuống 5% và cái đồng mà tăng trưởng trong top 10 này đó chính là Cardano các bạn thấy tiếp tục có 4,5% tăng trưởng và so với giá một tuần trước đó tăng 17,7% thì đương nhiên lý do thì chúng ta cũng đã nói tới rồi là Cardano sắp sửa có cái Vassal Harford vào cuối tháng này Và có nhiều cái cải tiến Thường nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta thấy giá cả của Cardano cũng có cái sự tiến triển Nhưng mà trước khi đi vào những thông tin nên thì có một cái meme tôi muốn chia sẻ với các bạn Tại thấy nó cũng khá là mắc cười Đó chính là những thứ nhanh nhất trên thế giới Chúng ta có con báo, máy bay, tốc độ ánh sáng, tâm lý thị trường crypto Tại vì chúng ta thấy được là tâm lý của những người đầu tư thị trường crypto đã thay đổi liên tục Một ngày bô, một ngày be liên tục thay đổi hầu như là theo từng ngọn nến luôn Hôm nay các bạn thì rời nhiều cái sự lạc quan trở lại nhưng mà chỉ cách tới 2 ngày thôi là cái sự bi quan là bao trùm cả thị trường này luôn. Cho nên tôi muốn chia sẻ cái thông tin này với các bạn Nói tới một số những cái dữ liệu liên quan uh, đến thị trường tài chính nói chung đi Thì hôm nay chúng ta cũng đã nhận được cái uh, thống kê về uh, dữ liệu bất động sản Hoa Kỳ Dựa theo CoreLogic uh, Case-Shiller Home Price Index Thì cái chỉ số này cho chúng ta thấy đó là giá nhà vẫn tăng khoảng chừng trung bình là 20% Đương nhiên là đây là chỉ thống kê một số những thành phố lớn mà thôi chứ không phải là tất cả Hoa Kỳ Nhưng mà điều các bạn cần lưu ý đó là thông tin này cũng không gì là lạ hết Tại vì đây là cái tài liệu thống kê cho đến tháng 3 mà thôi có nghĩa chúng ta vẫn chưa thấy tài liệu tháng 4 và tháng này chúng ta phải chờ tới qua tháng mới biết được tài liệu mới nhất và bây giờ đó nhiều người vẫn tiếp tục nghĩ là chúng ta sẽ thấy cái sự ảnh hưởng của tháng 4 và tháng 5 đó cái giá nhà nó cũng sẽ khựng lại chứ không tiếp tục tăng nữa đâu tại vì chịu có sự ảnh hưởng của lãi suất tăng cộng với lại chúng ta có nhiều nhà đang được rao bán hơn trên thị trường nhưng mà một điều thú vị đây nhưng mà nào mà muốn biết là những thành phố nào tăng trưởng mạnh ở trong cái thống kê này đó chúng ta thấy là những căn nhà ở thành phố là Tampa, Florida, Miami, tiểu bang Florida và Phoenix, tiểu bang Arizona. Đây là ba thành phố mà có cái sự tăng trưởng giá nhà cao nhất. Ngoài trừ ba thành phố này ra chúng ta cũng có ba tiểu bang có giá nhà tăng cũng không có thấp đâu. Đây chính là Minneapolis, Washington và Chicago. Đây là cái thống kê giá nhà bởi cây Sure hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta cũng đã biết là tháng 3 những như chỉ thống kê đến tháng 3 thôi thì giá nhà vẫn còn tốt. Cái chúng ta muốn thấy là giờ này tháng sau đó thống kê sẽ ra sao. Chúng ta tiếp tục thấy đó là có một cái thông báo đến từ châu Âu là chúng ta đã thấy là cái phần trăm lạm phát của châu Âu bây giờ đó là 8,1% rồi là một trong những cái phần trăm lạm phát rất là cao trong khi mà những cái nhà kinh tế học đó nghĩ là chỉ là ở 7,7% mà thôi có nghĩa là cái phần trăm lạm phát này cao hơn là họ dự đoán và 8,1% là gần như là muốn ngang hàng với là phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ là 8,3% và chúng ta thấy được là cái phần trăm lạm phát ở châu âu đó thì vẫn chưa có một động thái nào liên quan đến tăng lãi suất hết không giống như là ở hoa kỳ các bạn thấy là những quốc gia như là ở hoa kỳ ở Canada hay là ở nước Anh ấy, thì đã có những cái chiến lược tăng lãi suất rồi. ở Nhật Bản cũng như vậy. nhưng mà chúng ta thấy được là cho tới bây giờ ở Châu Âu đó thì ngân hàng Trung ương Châu Âu vẫn chưa có ra thông báo là khi nào họ mới tăng lãi suất. có thể là họ đã học được bài học trước đây khi mà họ tăng lãi suất quá nhanh khiến cho là Châu Âu càng bất ổn hơn nữa. cho nên tới bây giờ đã ngân hàng Trung ương Châu Âu vẫn chưa có ra quyết định là khi nào mới tăng lãi suất. thì trên thế giới bây giờ các bạn thấy được là Châu Âu vẫn chưa có tăng. Hoa Kỳ đó thì đã tăng rồi và chuẩn bị tăng lần thứ ba. Còn thử nhớ nước Anh thì đã tăng lần thứ tư rồi Và một nước không những không tăng mà còn giảm lãi suất đó chính là Trung Quốc hiện bây giờ Tại vì Trung Quốc vẫn đang giật lộn với dịch bệnh và nền kinh tế không được ổn lắm Họ bây giờ là không những không tăng lãi suất mà còn giảm lãi suất để mà kích thích cái nền kinh tế ở Trung Quốc và chúng ta thấy được là ở Hoa Kỳ đây đương nhiên là phần trăm lạm phát cao và chúng ta cũng đã nói khá nhiều về Fed làm gì rồi thường đã chia sẻ những cái video gần đây thì đương nhiên Fed muốn tăng lãi suất và bán trái phiếu để cho siết chặt nguồn tiền chúng ta cũng đã biết điều này rồi và Fed chỉ quan tâm đến hai điều các bạn có thể là đã nghe nhàm chán rồi nhưng mà hai điều mà Fed quan tâm đến thứ nhất đó là quản lý phần trăm lạm phát thứ nhì là Fed quan tâm đến phần trăm thất nghiệp đó là hai điều duy nhất mà Fed quan tâm mà thôi và Fed cũng đã từng nói đó là họ không quan tâm đến thị trường chứng khoán như thế nào cái đó không phải điều họ quan tâm họ chỉ quan tâm đến hai điều thông mới vừa chia sẻ với các bạn mà thôi nhưng mà đó là Fed nói thôi các bạn có biết ai quan tâm đến thị trường chứng khoán hay là không đương nhiên là nhà trắng rồi chúng ta có cái thông tin hôm nay đó là nhà trắng tổng thống joe biden đã họp riêng với là chủ tịch fed và chủ tịch john Powell ngày hôm nay và đây là cuộc họp riêng ở trong nhà trắng cho nên chúng ta cũng sẽ không biết được là họ nói gì và có thông báo gì đâu tại vì đây không phải là một cuộc họp sau đó là mở họp báo thì đương nhiên nhiều người nói là cái sự kiện liên quan đến trường chứng khoán gần đây toàn là màu, màu đỏ đó sẽ dẫn đến nhiều cái sự lo ngại cho nhà trắng tại vì các bạn thấy đó là trước đây tổng thống joe biden nói là không có muốn là làm ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của Fed Cái việc mà quản lý phần trăm lạm phát đó chính là việc mà Fed phải làm Cho nên Nhà Trắng không có muốn có bất cứ ý kiến nào trong đó Nhưng mà hôm nay đây chúng ta thấy là Tổng thống Joe Biden gặp riêng Chủ tịch John Powell thì đương nhiên các bạn nghĩ là nếu không muốn có sự ảnh hưởng đi gặp riêng để làm cái gì Đương nhiên là muốn nói về tình hình hiện tại rồi Tại vì tuy là Fed không quan tâm nhưng mà Tổng thống Joe Biden sẽ rất là quan tâm Nhất là các bạn thấy là chúng ta chỉ còn vài tháng nữa thôi Tháng 11 này đó là bầu cử nhiệm kỳ và một trong những điều rất quan trọng đối với dân của Hoa Kỳ đó chính là thị trường chứng khoán. Tại vì nhiều người Hoa Kỳ là họ đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua những cái quỹ đầu tư như là quỹ lương hưu hay là họ thông qua những cái chương mục đầu tư cá nhân của họ. Cho nên thị trường chứng khoán mà đi xuống đó là rất ảnh hưởng đối với người dân Hoa Kỳ luôn chứ không phải là chuyện giỡn đâu. Các bạn thấy được là thống kê mà thường có thể kiếm được đó là ở Hoa Kỳ thì một trong những cái quỹ lương hưu phổ biến là quỹ 401k. Thì quỹ này là phần lớn cũng đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thì các bạn thấy được là tính tới thống kê là tháng 6 của năm 2021 thôi chứ đừng nói tới là bây giờ đã là năm 2022 rồi. Thì chúng ta thấy được là tổng cái số lượng tiền được quản lý đó bởi những cái quỹ 401k là 7,3 nghìn tỷ và chúng ta có thể được là con số này đó đại diện cho là 20% 1 phần 5 của thị trường chứng khoán hiện bây giờ con số hoàn toàn không nhỏ và dựa theo thống kê này đó các bạn thấy được chúng ta có tới là khoảng chừng 60 triệu người dân Hoa Kỳ là đầu tư vào quỹ 401k và phần lớn họ lựa chọn đầu tư vào những cái chứng khoán trên thị trường tài chính và chúng ta thấy được là đây là một cái quỹ về hưu mà thôi chúng ta cũng có những cái quỹ về hưu cá nhân quỹ 401k thường là là một cái quỹ đầu tư mà các bạn đi làm việc cho công ty đó rồi công ty mở cái quỹ này để các bạn có thể là quyên góp vào để có thể về hưu sau này nhưng mà các bạn không làm cho công ty các bạn vẫn có thể là mở cái quỹ lương hưu cá nhân có nghĩa là IRA thì đây cũng không phải là một cái thị trường nhỏ đâu đây là thống kê năm 2020 các bạn thấy được là chúng ta có tới đó thời điểm năm 2020 thôi bây giờ cũng đã nhiều hơn rồi là khoảng chừng 10,2 nghìn tỷ đô la trong quỹ IRA này và thống kê cho thấy đó là người dân Hoa Kỳ đó tổng cộng tính tới năm 2020 đó là khoảng chừng 22 triệu hộ dân Hoa Kỳ không phải là người dân Hoa Kỳ mà 22 triệu hộ dân Hoa Kỳ đang có cái quỹ đầu tư IRA và một phần lớn là đầu tư vào thị trường chứng khoán và đó chúng ta nói tới đầu tư về hưu thôi Các bạn thấy được là ngoại trừ đầu tư về hưu Thì người dân Hoa Kỳ cũng có nhiều người tham gia đầu tư cá nhân Giống như chúng ta thấy được là những cái ứng dụng như là E-Trade, Robinhood, TDMA, ameritrade vân vân Thì thu hút được rất nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ Và Thống kê cho thấy đó là những nhà đầu tư riêng lẻ đó họ đã bán hết cổ phiếu mà họ đã mua 2 năm qua rồi. Đây là thống kê đến từ Goldman Sachs và chúng ta cũng có thể thấy được là những cái cổ phiếu mà được yêu chuộng trong thời gian 2 năm qua đó những cổ phiếu như là Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia Chúng ta thấy được một điều gì đó chính là năm 2021 là một năm mà có sự tăng trưởng vô cùng lớn cho thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ Nhưng mà cho tới thì đến bây giờ đó tất cả những sự tăng trưởng đó đã bị trả trở về như là chưa hề xảy ra cho chúng ta thấy được là cái lần điều chỉnh này của thị trường chứng khoán đó là một lần điều chỉnh rất là lớn luôn và chúng ta cũng đã vừa thống kê bao nhiêu người dân Hoa Kỳ ước tính là có chứng khoán dựa theo những quỹ này bao nhiêu tiền nằm trong những quỹ này mà các bạn thấy được là chứng khoán có thể đi xuống 22%, 30% từ năm tới bây giờ đó chúng ta nói là chỉ số chứng khoán mà thôi đừng nói tới những chứng khoán riêng lẻ thì chúng ta thấy được là cái số lượng tiền mà bị mất đi cho những nhà đầu tư đó rất là nhiều và chúng ta thấy được những nhà đầu tư này khi mà họ đến cái cuộc bỏ phiếu tháng 11 này đó họ sẽ có cảm nghĩ gì về cái chính quyền hiện tại cho nên đương nhiên việc mà tổng thống joe biden muốn gặp riêng cho <laughs> joe paul thì cũng đâu gì dễ hiểu mà thôi có thể là ông ta nói là hay làm gì làm nhưng mà không được để cho chứng khoán tiếp tục xuống nữa tại vì xuống quá nhiều rồi cứ như vậy hoài là hoàn toàn không ổn đâu hy vọng đó là điều mà joe biden nói ngày hôm nay chúng ta cũng sao mãi không biết đâu cho nên nhiều người cũng đang suy nghĩ là tháng tới này đó là tháng 6 thì Fed có cái giọng điều như thế nào? Đó là như điều mà nhiều người đang nói tới bây giờ. Và chúng ta cũng thấy rất nhiều người Hoa Kỳ bây giờ đó họ đã chuyển qua từ đầu tư vào những cái quỹ active thành passive. Thì ở Hoa Kỳ đó các bạn có thể hiểu đơn giản là có hai loại quỹ đầu tư chúng ta có thể đầu tư vào những cái quỹ active có thể là họ xúc sắn hơn họ lựa chọn đầu tư vào mảng nào đầu tư vào cổ phiếu nào để có thể cho các bạn có là những tối ưu hóa còn những cái quỹ mà passive thì đơn giản hơn passive là các bạn thấy được những quỹ này là những cái quỹ thu động họ chỉ đơn giản là copy những cái chỉ số trên thị trường mà thôi thì đương nhiên mỗi một lần mà chúng ta thấy được là có số lượng tiền lớn đó như là chúng ta thấy trong năm nay thôi đã có hai trăm 50 tỷ di chuyển từ những cái quỹ mà active qua những cái quỹ thụ động có nghĩa là người dân Hoa Kỳ đang mất lòng tin với lại thị trường chứng khoán những điều này tôi nghĩ là lý do tại sao mà tổng thống Joe Biden muốn gặp riêng chủ tịch John Powell ngày hôm nay khi mà có được thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là mươi 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng mươi 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thai trang, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngay hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98. Nhưng mà không phải là thông tin nào cũng xấu. Chúng ta thấy là có hai công ty lớn cũng đã ra cái thông báo thu nhập quý 1. Hầu như là những cái thông báo thu nhập quý 1 xấu nó đã qua rồi. Chúng ta thấy là những công ty này hoàn toàn không tệ giống như là công ty Victoria's Secret thì công ty này đó đã ra cái thông báo quý 1 đó thì họ nói là tuy là cái số lượng hàng quả họ bán đó đã thấp hơn năm ngoái 4,5% lý do họ nói là tại vì năm ngoái đó chúng ta vẫn còn nhiều tiền đến thì người có hỗ trợ kinh tế cho nên họ đã bán được nhiều hàng hóa hơn nhưng mà năm nay thì mang ít hơn nhưng mà cái thu nhập của họ vẫn ổn và đặc biệt là tính theo thu nhập mỗi một cổ phần đó thì đã cao hơn là kỳ vọng như của những nhà đầu tư các bạn thấy được là họ đã thông báo là 1,11 sen cao hơn là 84 sen kỳ vọng và quý 2 này đó họ vẫn nghĩ là vẫn ổn thu nhập vẫn có thể là cao hơn là kỳ vọng cho nên chúng ta thấy được là kết thúc đó thì cổ phiếu của Victor Secret cũng đã có cái sự tăng trưởng là 7,3%. Chúng ta thấy được là một công ty khác nữa cũng là một công ty lớn đi qua công nghệ đó chính là Salesforce. Thì Salesforce cũng đã đưa ra cái thống kê cũng rất là tốt các bạn thấy được là dựa theo thống kê thu nhập hay là tính theo từng cổ phần đó là điều cao hơn là kỳ vọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên họ cũng giống như những công ty công nghệ hiện bây giờ đó, họ nói là bây giờ họ cũng đang chậm lại về việc mướn người không phải là họ không mướn người nhưng mà họ cũng mướn nhưng mà sẽ chậm lại cho nên họ cần phải quan sát tình hình của nền kinh tế trước khi mà tiếp tục mở rộng cái việc kinh doanh của họ hiện bây giờ nhưng mà nếu nói tình hình bây giờ đó so với lại Bông bóng com đó thì CEO của Salesforce nói là chúng ta đang so sánh hơi quá tại vì Salesforce là một chuyện công ty mà đã trải qua bông bóng com năm 2000 và gần như là phá sản thời điểm đó và bây giờ đó nói chung đó thì cái nền tảng của những công ty công nghệ bây giờ đã vững chắc hơn là năm 2000 rất là nhiều rồi cho nên nếu như so sánh với lại bóng com đó thì không có hợp lý lắm đâu và đối với lại CEO của Salesforce đó, chúng ta đang chứng kiến không phải là những công ty này bất ổn cho nên họ mới là ngưng mướn người này sa thải người những cái mà họ làm bây giờ là chuẩn bị sẵn lỡ như mà thật sự có cùng quan tài chính thì họ sẽ có một cái vị thế tốt hơn và cổ phần của Salesforce các bạn thấy cũng đã tăng 9,21% sau thì có cái thông báo quý 1 thì nói chung mở đầu tuần này là chúng ta thấy là một cái ngày cũng rất là tốt cho thị trường chứng khoán. Nó cũng đã ổn định lại, chúng ta cũng đã bớt nhận được nhiều cái thông tin xấu đến từ thu nhập của những công ty nữa. Và tuy chúng ta nghe nói tới nhiều những cái công ty bây giờ họ ngưng mướn người hay là họ thậm chí là sa thải người. Nhưng mà ngược lại, Chúng ta thấy được những công ty trong crypto này đã vẫn còn rất là nhiều những cái công ty họ vẫn đang mướn người. Như là các bạn thấy được là Fidelity đó đã ra cái thông báo là cái bộ phận liên quan đến tài sản kỹ thuật số đó, Fidelity Digital Asset. Đây là một cái bộ phận mà có tổng cộng là 200 nhân viên hiện tại và họ nói là bây giờ đó họ đang mướn thêm 210 nhân viên nữa, có nghĩa là gấp đôi cái con số nhân viên mà họ đang có hiện bây giờ. Thì cái số lượng nhân viên này đó là một phần lớn 100 người đó là sẽ làm một khâu phục vụ khách hàng 50 người là sẽ làm cái khâu liên quan tới quản lý crypto cho khách hàng Và 30 còn lại đó là sẽ làm cho cái khâu thực hành và liên quan đến công nghệ Thì chúng ta thấy được là Fidelity vẫn đang tiến tới để mướn thêm người Mở rộng thêm dịch vụ crypto của họ Cái mà chúng ta muốn thấy đó là khi mà thị trường bất ổn đó Tuy là chúng ta bây giờ vẫn chưa thấy rõ nhưng mà hy vọng là chúng ta càng ngày đã càng thấy rõ ràng hơn là có thể là chúng ta thấy thị trường này nó sẽ có một cái hướng đi riêng có thể là những cái công ty tài chính bình thường đó họ đang lo sợ nhưng mà bộ phận liên quan đến crypto đó thì vẫn có nhiều nhu cầu chúng ta thực sự là muốn thấy crypto có lối đi riêng trong cái đợt lộn xộn này có phải là chúng ta đã tiến vào khủng hoảng tài chính hay chưa thì chúng ta vẫn chưa chính thức tiến vào khủng hoảng tài chính nhưng mà nếu như mà tiến vào khủng tài chính thì bao nhiêu năm qua đây là thời điểm chúng ta chờ đợi xem coi là Bitcoin có thật sự trở thành một loại tài sản có lối đi riêng và có thể bảo vệ được nhà đầu tư trong những cái thời điểm bất ổn như này hay là không và chúng ta thấy được đó là phải đâu đi đang tăng cường mỗi người một trong những cái lý do có thể là tại vì họ đang chuẩn bị cho những cái quỹ 401k, những cái quỹ lương hưu đó có thể là đầu tư vào Bitcoin. Và chúng ta biết là ở quốc hội đó tuy là bây giờ chúng ta có nhiều người ủng hộ crypto nhưng mà chúng ta vẫn còn rất là nhiều những người ghét thị trường này. Trong đó dẫn đầu là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và thượng nghị sĩ Tina Smith. Và hai người này đã cũng đã gửi đơn tới CEO của Fidelity là Abigail Johnson À, để hỏi là tại sao lại cho một cái loại tài sản dao động như vậy trong chương mục đầu tư về hưu nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ chúng ta nhìn lại đó có thật sự là bị không dao động gì hay là không khi mà chúng ta thấy được là trong thời gian mấy tháng qua chúng ta đã từng chứng kiến những công ty lớn như là PayPal hay là chúng ta nói tới Netflix có thể xuống 70% trong thời gian chỉ có vài tháng mà thôi một ngày có thể là di chuyển chúng ta thấy được mới đây đó công ty Snap In một ngày có thể di chuyển tới 40% và đó là chúng nói tới công ty công nghệ thôi Nhưng mà chúng ta nói tới những công ty Bình thường những công ty mà nhiều người cho là an toàn Như là siêu thị Target Các bạn đã nhớ là siêu thị Target Trong giờ một ngày đã có thể xuống 30% Lần cuối cùng Bitcoin xuống 30% Trong một ngày là khi nào các bạn có nhớ không khi các bạn thấy được là bây giờ Nếu như nói là Bitcoin dao động Và không an toàn đó thì không hợp lý lắm Khi mà chúng ta thấy được là những cái quỹ 401k vẫn có thể đầu tư vào những chứng khoán bây giờ nó còn dao động hơn đã crypto như chúng ta thấy gần đây nữa nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là Fidelity đã trả lời cái lá thư này của thư nghị sĩ Elizabeth Warren và Tina Smith hay là chưa, chúng ta vẫn chưa nghe nói tới và đương nhiên những người này cũng không thể ngăn cản được Fed đều muốn gì chỉ có thể là viết thư để mà hỏi thăm sức khỏe mà thôi ngoài chuyện này ra thì chúng ta thấy được là XRP đó thì CEO Brad Calhoun cũng đã nói với lại CNBC đó là cho dù bây giờ đang đối đầu với cái vụ kiện của SEC nhưng mà ngay sau khi xong vụ kiện đó thì uh, Ripple công ty này vẫn muốn lên sàn chứng khoán và thêm vào đó nữa đó họ nói là họ đang có rất nhiều tiền trong tay và họ cũng muốn tiếp tục thu mua thêm nhiều công ty trong thị trường này và đây đương nhiên là cái sự phát triển kế tiếp của thị trường crypto tại vì các bạn thấy là cũng không vừa là lạ đâu chúng ta cũng đã tới một cái mức đó mà những gì mà các bạn không có thì có thể là dùng tiền để mà mua lại và chúng ta có thể thấy được là gần đây đó những sàn như là Binance cũng đã thu mua lại nhiều công ty rồi và đó là cách mà thị trường phát triển thị trường nào cũng như vậy chúng ta thấy được là nhìn riêng những công ty công nghệ đi những công ty công nghệ đó chúng ta thì cái sự phát triển của họ không phải là họ cần cái gì rồi họ mướn người để mà tạo cái đó mà khi mà đã đủ lớn mạnh rồi đó có tiền thì họ cần cái gì họ có thể thu mua cái công ty mà đáp ứng nhu cầu đó để cho họ có thể là tiến tới lẻ hơn như chúng ta được là công ty Google đi các bạn thấy được công ty Google đó đã mua lại công ty Fitbit Motorola họ mua lại YouTube trước đây họ mua lại Blogger công ty Apple mua lại Shazam mua lại Beat cái công ty mà làm những cái tai nghe mà các bạn cũng đã biết đó. Mua lại Siri, mua lại Next, Facebook thì các bạn đã biết là mua lại Giphy, mua lại WhatsApp, mua lại Oculus VR, đó chính là công ty mà làm những cái kính Metaverse đó. Chúng ta thì được là họ mua lại Instagram, Fanfeed đã không còn hoạt động nữa nhưng mà cũng đã được mua lại trước đây bởi Netflix hồi năm 2009. À, Amazon cũng mua lại MGM công ty làm phim, các bạn thì được là họ mua lại Zook, họ mua lại cái chủ siêu thị Whole Foods và họ mua lại Twitter. Audible, Microsoft cũng vậy, mua lại Activision, họ mua lại GitHub, họ mua lại LinkedIn và họ mua lại Skype Cho nên những công ty công nghệ đó thường đó là cách hoạt động của họ khi mà đã đủ lớn mạnh rồi đó thì sẽ tiếp tục thu mua Cho nên các bạn đừng thấy lạ khi mà bây giờ chúng ta thấy nhiều những cái công ty có tiền như là chúng ta nói tới um, Binance, Crypto.com Nó cứ thu mua hết công ty này để công ty kia tại vì đó là cách mà phát triển nhanh nhất trong thị trường và đương nhiên các bạn thấy được chúng ta nhìn vào những công ty xe cũng tương tự mà thôi. Thật ra các bạn thấy được là có nhiều hiệu xe nhưng mà nói tóm lại đó thì chúng ta có khoảng chừng là 14 công ty là nắm hết tất cả những cái hiệu xe các bạn thấy trên thị trường. Có thể là các bạn thấy được là Volkswagen ấy, thì không giống như là Audi, Audi thì mắc tiền hơn và ngon hơn hay là các bạn thấy được là Bentley mắc tiền hơn ngon hơn là Volkswagen hay là Lamborghini nhưng mà có thể các bạn không để ý là Lamborghini Bentley, Porsche, Bugatti, Audi đều là phụ thuộc vào công ty Volkswagen hết Chúng ta cũng thấy là Toyota cũng như vậy Toyota thì có Daihatsu, Lexus cũng là thuộc sự quản lý của Toyota Và hàng loạt những công ty các bạn thấy trên màn hình ấy, Nhưng mà thật ra chỉ có 14 công ty nắm cái chủ quyền mà thôi Cũng giống như chúng ta nhìn vào những đài truyền hình Hoa Kỳ cũng như vậy Phần lớn chỉ trong tay chỉ có 5 đài truyền hình mà thôi Let's go. Yo, I'm like an addict, Dude, I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got